cơm tắm xà bì chưởng của bộ ba Dreamer bị nghi ngờ đắt sắc Gami. Liệu có thật sự đúng? Phá hay. Và đây là đối tượng tình nghi. Đối tượng có cái tên gọi thân mật là cơm bộ sườn cút lết. Ngoài cái trứng chiên khá đẹp ra, còn lại đề coi chưa được lung linh lấp lánh kêu xa mấy nha. Vào hẳn vấn đề chính, sau đây mình sẽ tiến hành lấy lời khai bằng miệng. Miếng sườn khá to, dày, được tẩm ướp vừa ăn và có độ mềm nhất định, không quá khô. Nước mắm mặn ngọt cân bằng nhưng kẹo xíu sẽ ok hơn. Các topping còn lại ăn thì bình thường. Có cái bì chưa được xuất sắc omega mấy nha. Để chứng minh mình vô tội, đối tượng còn đưa ra trong combo là chén rong biển và chai nước ngọt. Hay, với giá 84 cành cho combo này, nếu so với bên ngoài thì sẽ ăn được nhiều hơn thế. Nhưng đây là quán của người nổi tiếng và tiền mặt bằng thì giá vậy vẫn chấp nhận được. Và sự thật chỉ có một: cơm tấm xà bị trưởng giá tạm vị ngon, có thể trải nghiệm. Nhà hàng Cha Đa Thái bị nghi ngờ vừa bán đồ đắt vừa khó ăn, liệu có thật sự đúng? Kiếm chứ. Qua điều tra mình đã chọn ra được 5 đối tượng tình nghi nhất. Đầu tiên là thịt xương nướng, thịt thơm mềm không bị khô, kết luận đối tượng một vô tội. Tiếp đến là Bát Thái Hải Sản, để chứng minh mình vô tội, đối tượng này đã đưa ra các bằng chứng đi kèm, cụ thể là chanh, nước tương, ớt khô, đậu phộng. Mình đã kết hợp các bằng chứng này lại với nhau, đúng thật ra một vị chua cay mặn ngọt rất cân bằng và ngon. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối tượng số 2 vô tội. Gỏi cá chê, đối tượng này khá lạ mặt. Lạ ở điểm cá chê sẽ được băm nhuyễn rồi đem chiên lên ăn cùng với gỏi sòi. Cá thì giòn tan quyện cùng cái chua chua ngọt ngọt của gỏi sòi, rất là bắt miệng nha. Do đó đối tượng số 3 vô tội. Còn đối tượng tôm dâm tôm ở đây khá dễ ăn và rất chuẩn vị hái. Tiếp tục đối tượng số 4 vô tội. Cuối cùng là xôi sòi. Xôi sòi ăn không đặc sắc lắm, xem xét thì ăn cũng tạm. Do đó đối tượng số 5 vẫn vô tội. Bên cạnh đó là một số bằng chứng mình đã thu thập được như hiện trường sập, nhân viên nhiệt tình, tổng thiệt hại gần 600 cành cho hai người, chạy ra chưa tới 300 cành mỗi người, mà vừa no vừa trải nghiệm được nền ẩm thực chuẩn vị hái nữa. Kết luận cuối cùng, đây là nhà hàng đáng để trải nghiệm. Bún đậu của người mẫu Trang Khàn quá đắt và không ngon, liệu có thật sự đúng? Kiểm chứng. Và đây là cận cảnh mẹt bún đậu một người giá 75 cành. Dù biết là mặt bằng quận 1 nhưng mẹt chỉ có mỗi bún đậu, thịt và chả cơm thì hơi chát thật. Quốc xin phép cảm nhận giùm một bạn không biết ăn mắm tôm mà vẫn đi review bún đậu mắm tôm rất chân thật, thì mình thấy mắm tôm ở đây hơi bị ngon và bén nha. Ngoài chả cơm cắt khá mỏng ra thì các đồ ăn còn lại thì mình thấy ổn. Phần này một người ăn no, nhưng để hỏi có đặc sắc không thì mình nghĩ là không. Nước xấu chua chua ngọt ngọt khá ngon, nhân viên cũng nhiệt tình, không gian hơi bí nhưng khá sạch sẽ. Những món bánh miền Trung ăn ngon hay dở là chủ yếu do cái nước mắm này nè, nhưng mà thiệt sự nước mắm ở quán bạn này không có ngon. Nếu những bạn nào ở miền Trung á thì khuyến khích là không nên đến đây ăn. Đây là một dĩa hạp cẩm 55 cành, nước chấm có ớt xanh, vị nghiêng về mặn là chính. Mình thấy vị này khá chuẩn vị miền Trung. Còn nói nước chấm ăn kèm phải ngọt như bạn trong clip đề cập thì mình thấy đây không phải là vị nước chấm ăn kèm của miền Trung. Mình không nghĩ bánh bèo phải dày như bạn nói, vì mình thấy bánh mỏng như này mới đúng. Bánh nặng mềm, không quá đặc sắc, bánh bột lọc dai và nhân tôm rim khá ngon. Nhưng chuẩn nhất vẫn là một tôm một thịt, đồng ý với bạn là bánh ram ít này là ngon nhất. Phần ram giòn giòn ăn rất bắt miệng. Điểm cộng quán khá là sạch sẽ, nhân viên dễ thương. Mình không đồng ý khi bạn khuyên mọi người đừng ghé quán, vì theo mình không có món dở, chỉ có người ăn không hợp thôi. Nên bạn có thể nói bạn TikToker nào đó review sai hoặc không hợp khẩu vị thôi chứ. Bún nước cô có bị nghi ngờ vừa đắt vừa nhiều bột ngọt, liệu có thật sự đúng? Phá án. Và đây là hai đối tượng tình nghi. Mình sẽ tiến hành lấy lời khai bằng miệng của hai đối tượng trên. Đầu tiên là đối tượng mì. Mì trộn ở đây chủ yếu trộn cùng tương ớt và tương cà nên vị không gì đặc sắc cả. Nhưng tô nước súp ăn kèm chính là bằng chứng đã cứu lấy đối tượng này. Cụ thể là nước súp vừa ăn vị không quá đậm bột ngọt, topping tươi ngon. Do đó đối tượng số 1 vô tội. Dĩ nhiên mọi ánh mắt bây giờ sẽ đổ dồn về phía đối tượng bún nước. Không nằm ngoài dự đoán của mình. Tô bún này có nước súp y chang như nước súp của tô mì đối tượng trước. Do đó vị nước súp và topping khỏi bạn rồi. Chỉ khác là sẽ có bún. Bún ở đây không quá bở mà vẫn còn có độ dai, nên không có lý do gì để không khẳng định đối tượng số 2 vô tội. Với mỗi tô đặc biệt như này là 70 cành, theo mình giá tạm chấp nhận được thôi, chứ thật sự cũng không đến nỗi quá rẻ. Bên cạnh đó là một số bằng chứng mình thu thập được như phục vụ đồ ăn nhanh, có chỗ giữ xe. Và sự thật chỉ có một: bún nước cô có giá tạm vị ngon, có thể trải nghiệm.